Chào mọi người, đây mọi người xem này. Hệ quả, hậu quả của việc không tẩy giun này mọi người này. Đây, nhìn con giun dài chưa? Úi trời ơi, to luôn. Đây, ăn được cả dây chun buộc tóc nữa này. Đấy là mọi người nuôi cún thì phải để ý nhá. Trong cái những cái bạn bè cún ấy thì thường hay rất hay nhặt nhạnh ăn linh tinh ấy, gọi là đất cát mọi thứ luôn. Đó. Và không tẩy giun định kỳ thì sẽ dẫn tình trạng như thế này đấy. Bé này thì cũng tẩy giun theo định kỳ đấy, mỗi tội là nghịch suốt ngày hay đi nhặt nhạnh ăn linh tinh ấy. Đây, nhìn này. Ra đống giun đây này, Sam này. Sợ chưa? Sợ chưa hả Sam? Úi dồi ôi, nhìn con giun này, sợ chưa? Ăn bao nhiêu giun ăn hết rồi còn đâu nữa. Sam ơi. À, đối với chó con ấy thì mọi người thường thấy là một tháng thì mình tẩy giun một lần nhé. Còn nếu mà là chó to ấy, thì sẽ tầm 3 đến 4 tháng mình mới phải tẩy giun một lần. Này. Rồi mai phải tẩy giun gấp thôi. Được rồi, nhiều giun quá rồi. Nhiều giun quá rồi. Ôi, nghịch lắm. Cả nhà ai đang nuôi cún thì để ý nhớ tẩy giun định kỳ cho các bé nhá, tránh cái tình trạng như bạn Sam đây. Rồi, nghịch chưa? Thôi đi mua thuốc tẩy giun nào. Xin chào mọi người. Đi ngủ đi.